Qua đây thì đầu tiên là con gửi lời tới ba trước. Con thì con có hai câu, con muốn nói với ba. Con đã từng nói với ba câu này rồi. Và bây giờ thì con được, con xin phép được nhắc lại. Câu đầu tiên là con biết ơn ba vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của con. Câu thứ hai là kiếp sau con vẫn mong. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc. Nè, em dẫn em đi đâu vậy? Trước khi anh dẫn em tới chỗ này, anh muốn trao cho em một cái giỏ hoa này. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đây là hoa để mình tặng cho nhân vật của chúng ta đúng không? Sở dĩ anh muốn có một cái giỏ hoa này là bởi vì hôm nay anh dẫn em đến thăm một cô gái Hà Nội nhưng mà sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thôi đứng đây mệt quá, đi vô đi, anh chỉ cho nghe. Đi. Xin chào em. Đây chúng ta đang đến một cái nơi. Đây chính là một cái thiên đàng dành cho các bạn phép. Thôi không biết đây, bạn chủ đâu rồi ta? Bạn chủ ơi. Ôi, chào em. Sao mà anh gửi cho em cái giỏ hoa này không? Em bây giờ thì đã hiểu rồi. Vì chúng ta gặp một cô gái Hà Nội thì mỹ đoan trang nết na quá, cho nên mình phải tặng một cái lặng cái giỏ hoa rất là dễ thương dịu dàng như thế này. Em ơi, em ở đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Trời ơi, sao chuyển qua đây vậy? Thì hoa là em phải. Ôi, mém chú lại dặm chút bạn rồi. Ai đây? Đây là mật đó hả? Đây. Tại đoàn khách này. Em ơi, trước tiên thì là chị thay mặt cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến là chào hỏi em, và sau đó là có món quà xinh xinh dễ thương gửi tặng cho em. Cho anh hỏi là bạn Mật này hôm nay là bao nhiêu tuổi rồi em? Mật nhà em là hơn 5 tuổi rồi. Lúc mà em nuôi bạn này là bạn ấy mới về nhà em, là lúc đó bạn bao nhiêu tháng? Lúc bạn ấy mới về với em là bạn ấy gần 2 tháng tuổi, bé à. Nó ngồi vừa cái giỏ này. Còn bây giờ thì nó như thế. Dạ, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng xem lại những hình ảnh của bạn Mật lúc mà bạn Mật ngồi bé xíu. Đây là bạn mèo. Mèo này là giống nước ngoài đúng không em? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đây là bạn mèo tai cụp. Ở đây thì thường thường bọn em chủ yếu là chó và mèo. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị qua một xíu nhá. Ở tầng 1 của em ấy thì em làm về thú cưng. Đây thì bọn em vừa bán thú cưng là chủ yếu. Nên có siêu thị nè. Đây là cái khu mà bên em dành để bán phụ kiện cho khách hàng. Thưa quý vị, quần áo rồi cho trẻ từ rất chi là đẹp luôn. Phải móc chắc gái có đủ nha mọi người. Ở đây thì bọn em còn có chăm sóc cún dành cho các khách hàng mà cũng bận đi xa hoặc là không có thời gian dành cho các bạn ấy nữa. Nhưng mình nhìn ở trong cái ô vuông này này là có rất là nhiều bạn mèo với bạn cún mà khách đang gửi là ở đó là khách đang gửi hả? Em sẽ giới thiệu cho mình một cái nhân vật VIP nhất ở cái cửa hàng nhà em. Khách VIP của nhà em đây. Khách này là khách VIP, tại vì một tháng bạn ấy phải ở đây đến khoảng ít thì 10 ngày em nhỉ. Ủa em ơi, trên lầu mình là gì em? Trên lầu em còn một shop nữa nhưng mà là shop mảng khác. Ở trên đấy thì là em làm mảng guitar. Đó, trước khi em dẫn mọi người lên đấy thì em sẽ cho mọi người tham quan cái phòng mà bọn em làm spa trước đi ha. Ủa. Đây. Rồi.
Đây. Đây xin mời mọi người xem nha. Phòng này là phòng mà bọn em để tắm rửa cho các bạn cún. Các bạn sẽ cắt lông này, làm móng này, rồi là vệ sinh ở trong này. À, cưng quá, cưng. Cưng 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 cưng. Bây giờ mình sẽ lên trên lầu nhá. Đây là cái đam mê của em nên đâm ra là em mở thêm cái shop này ở trên này nữa để gọi là phục vụ cái đam mê của mình. Em có thể biểu diễn một bản không em? Cái này gọi là đam mê nên em biểu diễn cho mọi người xem thử một tí nhá. Đâu có ai hiểu tình yêu hỡi anh, suy nghĩ làm gì người ơi, mặc cho trời kia mãi xanh. Đôi khi có em ở cạnh bé là vui giản đơn thế thôi. Ở lỡ mình đi hơi xa, biết đâu lại mất vui. Em biết là rồi rằng anh sẽ quên những cảm xúc vu vơ mà ta vẽ nên. Nhưng nếu không phải là anh thì bài ca kia mất hay. Thôi em hát cho anh nghe, mong anh yên giấc ngủ say. Nếu sáng mai đi làm sớm em sẽ cười cho anh xem. Vì nước mắt trên mi là sâu nên em cứ cười cho anh xem. Vứt hết đi mọi suy tư và cứ ở đây bên em. Một ngày nhanh trôi anh đâu cần phải nghĩ suy đâu anh à. Quá em ơi. Trời ơi hay quá. Thật ra đó anh rất là bất ngờ. Bởi vì mình đi tới ở cái tầng trệt, mình thấy một cái siêu thị mà dành cho các bạn pet. Nhưng mà lên trên đây chỉ cần lên một cái lầu thôi là mình thấy nó khác hẳn hoàn toàn. Ở trên đây là cả một vùng trời nghệ thuật. Ngoài cái việc là để thỏa mãn cái niềm đam mê âm nhạc của mình ra, thì tại sao em lại có ý tưởng vừa kết hợp cái việc gọi là một cái salon chăm sóc cho thú cưng mà ở trên này nó lại là một cái nơi mà nó rất là nghệ thuật như thế này? Thật ra là thú cưng thì là công việc chính của em. Nó là cái công việc mà khiến cho em có thể gọi là tạo ra thu nhập, mà vừa khiến cho em có cái niềm vui khi mà em làm việc. Còn cái tầng 2 này, đây đúng nghĩa là cái đam mê từ ngày còn bé. Tại vì em rất là đam mê đàn hát và nghệ thuật này kia. Thế là đến khi mà em đi làm, em có thời gian và em có kinh tế ổn định một chút, thì bắt đầu em cũng muốn tiếp tục theo đuổi cái đam mê ngày xưa của mình. Nên em làm cái tầng ở trên này. Em nhưng mà làm sao mà em phân bổ được thời gian của mình? Thì đấy là lý do vì sao mà em chọn làm ở đây luôn. Đúng rồi. Em chạy từ tầng dưới em lên tầng trên một cái là xong. Chứ bình thường ngày trước là em cũng có mở ở những cái nơi khác nhau, thế là em cứ phải chạy qua chạy lại ở những chỗ khác nhau. Thế là rất là mất thời gian. Và đây em sẽ cho anh chị xem. Em đã kết hợp giữa tầng 1 và tầng 2 của em bằng cách rằng là em làm ra những cây đàn mà mọi người để ý cứ khi nào mọi người gặp cái đúng rồi. Đây là logo đàn riêng của em. Đây là em đã kết hợp lại với nhau hai cái niềm đam mê của mình vào một. Ở dưới là mực pet nhưng mà lên trên đây nó là mực music. Em thấy nè bạn này, cái việc mà bạn, cái việc kinh doanh của bạn ở dưới đó nó không hẳn là kinh doanh đâu, nó cũng là một mô hình nghệ thuật. Đúng rồi đấy ạ. Em cũng đã theo cái ngành này 10 năm rồi. Khi mà em bán cún với lại là chăm sóc các bạn thì đến bây giờ đã là 10 năm. Thì đúng là để đi được 10 năm như vậy thì ngoài cái việc kinh doanh ra thì cái phần tình cảm nó chiếm rất nhiều. Mình phải yêu cái nghề đấy, với lại là mình phải gọi là kiên trì thì mình mới làm được đến tận bây giờ. Anh thắc mắc nha, em là một cô gái Bắc, nhưng mà tại sao em lại lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh? Chắc là do em hợp với Sài Gòn đấy. Thường thường khi mà mọi người tiếp xúc với em thì mọi người thấy rằng khá là năng nổ, năng lượng lớn. Và thường thường thì các cô gái Bắc thì sẽ hơi kiểu như là nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà em thì lại khá là sôi động, là em hợp Sài Gòn hơn. Và cái duyên của em bén duyên với Sài Gòn thì nó cách đây 8-9 năm về trước rồi. Từ cái thời mà em vừa mới bắt đầu cái việc bán cún của mình thì em cũng khá là may mắn. Vì cái lượng khách hàng của em ngày đấy tuy là bán hàng online thôi, nhưng mà khách hàng ở Sài Gòn lại mua rất nhiều. Em nhận thấy là khách hàng chịu chơi hơn. Khách hàng trong Sài Gòn chịu chơi hơn, mua bán cũng dễ hơn, mà tính thoải mái lắm. Nên đâm ra là họ alo em một cái là em ship hàng vào trong này. Thế là dần dần một thời gian về sau em bảo cái lượng khách hàng của em trong Sài Gòn tính ra nó còn nhiều hơn ngoài miền Bắc, thì tại sao em không vào trong này em chơi, em tham quan thôi. Đúng rồi. Để em thử xem trong này nó gọi là nhu cầu khách hàng như thế nào. Thế là em vào chơi, thì cuối cùng là em thành ra vào thật. Lan biết không, bạn Mai này nghe là một nhân vật rất là nổi tiếng ở trên mạng đó. Và đồng thời rằng là bạn ấy có một người bạn đồng hành với bạn Mai. Mà trước khi tới đây đó là rất là nhiều người hỏi là Quốc Thuận ơi, tới gõ cửa thăm nhà bạn Mai, tới gõ cửa thăm mật bét, vậy thì không biết là có gặp bạn cò. Đầu tiên thì em thay mặt bạn cò
gửi tới chào anh chị cũng như là cảm ơn chương trình đã đến và nhắc tới cũng như là nhớ tới bạn Cò. Bạn Cò thì là một cái bạn nhân viên làm cùng với em. Hay chưa? Bạn ấy còn rất là trẻ. Bạn ấy với em làm cùng nhau 3 năm và hai chị em nói chung là chạy từ miền Bắc rồi vào trong miền Nam này luôn này. Trong vòng 3 năm đấy thì bọn em may mắn sản xuất được ra những cái clip trên mạng, nó viral trên mạng và nó rất là vui. Nên đâm ra mọi người xem, mọi người bị thích. Dạ vâng. Nhưng giờ sao không thấy bạn đâu? Bạn Cò thì đã đi cùng với gia đình sang Dubai cách đây khoảng độ tầm 8 tháng về trước rồi. Bạn ấy đã nghỉ làm rồi. Những cái ngày đầu mà em vô trong Nam em lập nghiệp á, rồi có một mình em thôi, rồi bạn Cò đúng không? Bạn Cò là đi cùng với em rồi, còn ai nữa hay không? Hay là chỉ có hai chị em bươn chải trong đây thôi? Ba ạ, tính ra là ba. Tính cả Mật nữa, Mật bay từ ngoài kia vào. Thế là ba đứa bọn em là na nhau từ ngoài miền Bắc vào đây đấy. Rồi tức là có ai hỗ trợ tụi em cái chuyện là tìm mặt bằng nè, rồi ai chỉ cho tụi em cái mặt bằng này hay như thế nào đó, rồi làm sao mà em gầy dựng lên? Chắc đối với em đến bây giờ em vẫn phải dùng hai từ may mắn. Tại ngày trước cái shop của em nó không có nằm ở đây đâu, nó nằm ở bên Nguyễn Hồng Đào bên kia kìa. Nó là một cái shop cũng là nhỏ thôi. Vì em chỉ định là mở trụ sở ở trong này thôi, chứ công việc chính và gia đình em thì vẫn ngoài miền Bắc. Thế nhưng mà chắc là do duyên số, cái mặt bằng này ấy, nó cũng có những cái sự tích nó rất là nổi tiếng. Để kiếm được một cái mặt bằng mà nó to, nó đẹp, hoành tráng như thế này ở Sài Gòn thực sự cũng rất là khó. Đúng rồi. Em với bạn Cò vào trong này, hai chị em dẫn tay nhau đi tìm mặt bằng. Thế là gặp ông chủ quán lúc ấy đang thuê cái mặt bằng này để làm quán cà phê. Xong rồi bọn em quen, xong rồi bọn em hốt luôn ông chủ quán đấy. Hốt là sao? Lúc đấy bọn em đến bọn em trêu thôi. Trêu anh chủ quán là bây giờ mở quán cà phê ra thì làm ăn có được hay không, các thứ. Bọn em đang đi tìm mặt bằng là chỉ trêu thôi, hoàn toàn chỉ trêu thôi. Ai ngờ nửa năm sau ấy, thành ra là hốt luôn về nhà. Tức là thành ra là nửa năm sau anh ấy đi chỗ khác thì anh ấy để lại cho em cái mặt bằng này. Thế là hốt luôn một phát là cả chủ, cả mặt bằng hốt hết rồi. Em hên dữ vậy. Ngày mai tôi sẽ kinh doanh về mảng bét nha mọi người. Lan cũng sẽ đi tìm mặt bằng nha. Rồi bây giờ... Giờ anh đâu? Anh đi đâu? Anh ấy đang đi làm. Nhưng mà anh với em là bây giờ là vẫn đồng hành với nhau. Dạ vâng. Anh ấy với em đồng hành với nhau cũng được 2 năm rồi. Anh đấy hiện tại bây giờ thì đang là bạn trai của em. Bạn em thì có một cô con gái trước rồi. Bạn nhà em bây giờ đã được 4 tuổi rồi. Bạn nhà em thì tên là Vi. Bạn nhà em thì vừa tròn 4 tuổi, bây giờ đã bước sang tuổi thứ 5. Bây giờ đang ở cùng với bà Hà Nội. Mấy hôm nữa là em có lịch em bay ra ngoài Hà Nội để đón bạn vào trong này này. Từ xưa giờ bạn ở với em trong này hay là em vào trong này và em vẫn gửi bạn ngoài Hà Nội? Bạn ở với em trong này vài tháng rồi lại bay về ngoài Hà Nội với ông bà. Tại vì ông bà cũng nhớ cháu quá nên đâm ra nhiều khi hay đòi cháu về chơi. Xong mẹ cũng nhớ nữa, thế là mẹ lại đón vào trong này. Thế là cứ hai miền đi lại. Nhưng mà định hướng tương lai thì sao? Định hướng tương lai của em thì hiện tại bây giờ em sẽ làm việc chính ở Sài Gòn. Thì cháu sẽ sống cùng em trong Sài Gòn. Tức là em sẽ chính thức đón bạn vào trong đây luôn. Mai là làm việc và sinh hoạt cũng như là sống ở đây luôn hay sao? Dạ không, nhà em thì ở bên chung cư bên gần đây. Lát nữa đi em sẽ dẫn anh chị về. Là ở đâu? Ở đâu? Em ở bên Tô Hiến Thành. Vậy thôi bây giờ mình về nhà mình thăm nhà không? Đúng rồi, mình, chương trình mình là chương trình gõ cửa thăm ai, thăm gì, thăm nhà. Còn đây là tiệm, không phải nhà. Đúng rồi. Đúng không? Vậy thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân Quốc Thuận và Ngọc Lan gõ cửa thăm nhà bạn Mai. Dạ, ok, đây. Ok. Bây giờ thì chúng ta đã ở trong một cái căn hộ xinh xắn của cô chủ rồi. Rất là ấm áp nha. Em rồi nhà này là em ở với ai? Nhà này thì em ở với lại là bạn em. Rồi là em bé là lâu lâu vào đây. Đúng rồi, em bé của em thỉnh thoảng vào đây. Bia lại đây, Bia lại đây máy hương này. Đó. Thường thường bây giờ ở đây là em trong nhà lúc nào cũng phải có mấy bạn này, tại vì em nuôi quen rồi. Nhưng mà ngày xưa ba mẹ em thì không có làm quen lại được. Rồi sợ lông, rồi là sợ này, sợ kia, đâm ra là ba mẹ em ghét lắm. Nhưng mà cái cơ duyên nào để cho em tiếp cận với các bạn cún? Và em lại có một ý tưởng, đó là em lại xây dựng nên một cái thương hiệu, đó chính là một cái nơi để gọi là chăm sóc các bạn pet. Với em thì ngày xưa là mình xem trên mạng ấy, mình thấy hình các bạn ấy thì mình thích. Nhưng mà tất nhiên là ba mẹ khó quá nên đâm ra là không có cho nuôi. Thì là tại vì chắc cũng do bướng quá nên đâm ra là tích tiền ăn sáng ấy. Ngày xưa hay có ba mẹ cho tiền ăn sáng này kia thì không ăn đâu. Nhưng mà tích dần lại một thời gian. Xong cộng với lại là vay nợ. Em vay nợ bạn bè rồi người thân nhiều lắm. Tại vì là mình thích cái bạn cún đấy quá. Mình nhìn thấy trên mạng người ta bán mình thích quá. Xong rồi góp được một số tiền mua cái bạn đấy, mua mang về nuôi. Nhưng mà mang về đến nhà xong thì ba mẹ không cho nuôi. Thế là cãi nhau mất cả năm trời đấy. Thì đến gần một năm thì không thể nào mà hòa thuận được với nhau được nữa. Thì là ba mẹ em cho em hai sự lựa chọn. Là bây giờ một là tiếp tục đi học các thứ. Còn hai là nhất quyết mà cứ nuôi chó như thế này thì thôi đi ra khỏi nhà thì ba mẹ dọa thôi. Chứ không có phải là định đuổi đi thật. Nhưng mà
Không ngờ dọa thế là con đi luôn. Em đi luôn. Trời ơi trời. Họ đi đâu? Học cấp lớp mấy? Lớp của em 18. Là em vừa mới vào đại học. Anh rất là muốn biết là em đi đâu. Em ra ngoài em thuê một căn nhà ở ngoài để em ở. Còn tiền lý do tại sao lại có là tại vì cái lúc mà em nuôi cái bạn cún đấy ấy, thì mình hình dung là nuôi bạn ấy thì cần phải có tiền để còn mua thức ăn rồi này kia, rồi là no cho bạn ấy. Và tất nhiên là ba mẹ thì không cho tiền để nuôi rồi. Vậy thì em phải đi làm thêm thì mới có thu nhập thêm, rồi có tiền để nuôi cái bạn ấy được đã. Thế xong rồi cái công việc mà em chọn đây là cái công việc mà bán cái bạn đấy luôn, tức là bán thú cảnh luôn. Xong rồi cứ một hai con dần dần như vậy thì mình gắn bó với cái nghề đó, thì ít là mình kiếm được cái số tiền để mình nuôi cái bạn gôn đấy, không cần phải xin ba mẹ. Và lúc đi bao lâu thì mới về lại với ba mẹ? Không, em đi từ ngày đến bây giờ là em không sống cùng với ba mẹ em nữa luôn, tại vì lúc ấy là tự lập luôn ấy. Còn thỉnh thoảng em vẫn về, rồi một hai tuần em vẫn về, tại vì nhà ngay gần à. Chỉ là sống cách xa gia đình thôi, chứ không phải là dẫn lấy nhau bỏ đi hay là căng thẳng gì cả. Nhưng mà cái thời điểm mà 18 tuổi em bước ra ngoài em thuê một cái nhà, rồi với lại cái câu chuyện mà em quyết định em đi vào trong Nam một mình em, thì hai cái thời điểm đó, cái sự đón nhận của ba mẹ như thế nào? Không, ba mẹ em không đón nhận được. Tại vì là thật sự là nếu mà đặt địa vị là mình, bây giờ mình có con, em có con, thì em cũng sẽ hiểu được tâm lý ba mẹ em hơn. Lo chứ làm sao mà không lo. Vừa lo vừa sợ mà lại còn vừa bất lực nữa. Thật sự là bất lực nữa, tại vì nói nó không nghe. Mãi một thời gian về sau thì mất khoảng 4-5 năm đấy. Thì khi mà em ra ngoài em tự có thể lo được cho cuộc sống của mình trước đã, không làm phiền đến gia đình, và mình cũng gọi là có những cái bước phát triển nhất định. Thì lúc đấy ba mẹ em bắt đầu đỡ lo hơn, chứ không phải là không lo nhá. Tại vì cái nghề mà em chọn thật sự là thời điểm đó nó chưa được có được phát triển ở Việt Nam mình. Chị hỏi cái câu này nó hơi riêng tư một chút, nhưng mà theo cái giác quan của chị nha, hình như là do là cái cuộc sống của em trước đây em cũng sống rất là độc lập, tức là em không muốn làm phiền gì tới ba mẹ nhiều, cho nên khi em quyết định em đi ra ngoài là em đi một cái một luôn. Em không có một cái sự lo sợ nào hết. Gia đình của em nó có khúc mắc gì không? Đúng rồi. Tại cái đấy thật ra là phải tinh ý thì mới nhận ra được. Tại vì em ảnh hưởng tính cách tự lập và mạnh mẽ từ ba em. Nhưng mà trước khi mà em gặp ba em thì em là trẻ tự kỷ. Tại vì em chỉ gặp ba em năm em 15 tuổi thôi. Còn trước đó thì ba ruột của em và mẹ em ly hôn. Thì từ cái quãng thời gian ngày còn bé của em thì sống nó bị khép mình. Em là trẻ tự kỷ. Thế đến năm em 15 tuổi thì em có cơ duyên gặp ba em. Thì mẹ em đi bước nữa với ba em. Thì khi mà sau em gặp ba em thì từ một cái người mà từ trẻ tự kỷ em biến thành một cái con người có thể gọi là mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, độc ba lập. Ba đó là dượng hay là ba ruột? Ba dượng. Đấy là em nghĩ là cái bước ngoặt cuộc đời của em ấy. Là từ khi gặp ba. Anh Đức muốn biết là cái điều gì khiến em vượt qua cái tự kỷ đó? Em nghĩ chắc là do em được nhận một cái tình thương đủ lớn từ ba em. Tại vì bản thân cái gốc rễ của trẻ tự kỷ với em ấy, thì nó do cái gia đình mình nó bị tan vỡ. Nên mình cảm giác luôn mình thiếu một cái gì đó và mình rất là tự ti. Chính vì mình tự ti nên mình không có dám thể hiện bản thân mình cũng như không dám giao tiếp với ai. Thì dần dần sẽ trở thành trẻ tự kỷ. Em nghĩ là bây giờ thì cái tự kỷ càng ngày nó càng nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì mấu chốt là trẻ con bây giờ không có chia sẻ được. Tại vì ba mẹ bận quá, đôi khi không dành thời gian được. Thì em ngày xưa cũng vậy, tại vì đôi khi mình thiếu mà, nên đâm ra là mình không có chia sẻ được, dần dần mình bị khép mình. Nhưng mà khi mà em gặp ba em thì nhanh lắm, ba mẹ em đến với nhau cũng nhanh lắm. Đùng một cái có một cái người đàn ông bước vào cuộc đời mình. Nhưng mà tất nhiên là mình dè dặt lắm. Đang trẻ tự kỷ mà lại còn ở cái tầm tuổi, năm nay em là 15 tuổi, thì em lại càng dè dặt, em càng đề phòng chứ đúng không, tâm lý bình thường mà. Nhưng mà nói chung là ba em đã dành rất là nhiều thời gian. Đầu tiên là thời gian, thứ hai là tình thương, thời gian trò chuyện. Đúng rồi, trò chuyện, dạy học, đưa đi học. Mặc dù ba em rất bận, ba em ngày trước cũng làm công việc này công việc kia rất bận, nhưng mà ba em sẽ dành rất nhiều thời gian cho em, và đấy là cái may mắn đối với em. Thì dần dần mình có một người ở nhà để mình chia sẻ được, giống như kiểu con cái là bố mẹ dành thời gian chơi với con cái thôi, không cần nhiều đâu, nhưng mà chơi với con cái thôi là đôi khi là trẻ con nó đã cảm thấy vui rồi. Nhưng mà đôi khi có mỗi cái điện thoại hoặc là có cái iPad là cứ ngồi xem. Xong rồi ba mẹ thì bận nhiều quá, mãi lo kiếm tiền để lo cho con thôi, nhưng quên mất một điều rằng là con mình thì nó lại cần những cái khác. Đúng rồi. Bản thân em cũng bị cái tật đấy, tại vì em cũng là mỗi người mà phụ nữ của công việc, nên em cũng sẽ có những giây phút mà em sao nhãng con em. Là về sau này dần dần để em mới giật mình nhớ ra rằng à, mình phải dành thời gian nhiều hơn cho con, rồi là tình yêu nhiều hơn, tại vì con mình nó cần cái đó. Nếu không thì sau này nó sẽ có khi nó sẽ vẫn trở thành kẻ tự kỷ. Em bổ sung thêm một xíu nữa. Đấy là trong cái con đường mà tự tin hơn của em ấy, thì nó có cái sự đóng góp rất là nhiều của bạn Mật. Lý do mà mọi người thích xem clip của em ở trên mạng cũng như là lý do mà bạn Mật đã nổi ấy, là tại vì họ theo dõi em từ cái năm em còn 18, 19. Là cái quá trình mà em ra ngoài ở như thế nào là hết tự kỷ rồi.
lúc ấy là vẫn còn là một xíu xíu. Xíu xíu. Nhưng mà ít nhất là đã dám gọi là vượt qua cái vùng an toàn của mình. Và cái ngày đó thì em quay lại những cái clip khi mà em ở ngoài rồi em đi làm rồi em ở chung với bạn mật ra làm sao và em up lên trên mạng. Vô tình thôi, mình chỉ lưu giữ khoảnh khắc thôi thì không ngờ là mọi người lại thích xem. Từ khi mà mọi người thích xem xong thì nó mới nổi lên dần 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 thì bắt đầu câu chuyện nó là như vậy. Gọi là cái mấu chốt giúp cho em tự tin được đến bây giờ ấy là nhờ các bạn pet rất nhiều. Với các bạn đấy, mọi người để ý đi, mình mà chia sẻ với các bạn ấy dễ lắm, ngồi nói chuyện với mấy bạn cũng vui nữa. Chơi có một người để chia sẻ tâm lý cùng rất dễ chịu, thoải mái. Nên ngày xưa là em cứ đi đâu em cũng lôi mật theo. Một con chó rất là to, 50 cân, em thì bé tí. Người đứng như một cái con mắm ấy, xong rồi hai đứa cứ dẫn nhau đi hết chỗ này chỗ khác, xong rồi đi ăn rồi là đi chơi, xong rồi về nhà chung với nhau. Bạn ấy sống với em như một người bạn, chứ không phải là một con chó hay là một con mèo hay là chỉ đơn giản đấy đâu. Thì chính động vật này nó là một trong những cái đến bây giờ em vẫn theo đuổi. Tại vì em biết là cái giá trị các bạn ấy mang lại cho mình rất là lớn. Kể cả trẻ con, người lớn, người già gì đó, năng lượng của các bạn ấy rất là sạch, lại còn nhiều nữa, lúc nào cũng tươi vui, nên nó làm cho mình vui lây ấy. Mai dùng một cái câu rất là hay nha. Năng lượng của các bạn rất sạch. Chị nghe câu đó chị bị giật mình á. Khi mà bạn mật mất á, ảnh hưởng đến tâm lý của em nhiều không? Nói chung quãng thời gian đấy là một quãng thời gian rất là kinh khủng đối với em. Ngày xưa lúc mà bạn ấy mất sau hơn một năm rồi em mới dám nhắc đến cái chuyện đấy. Tại vì thật ra nó là một cái gì đó nó quá lớn đối với mình. Và khi mà nó vừa mới xảy ra mình không có dám nói tới nữa. Tại vì mình chưa có chấp nhận được cái việc là bạn ấy đã rời đi, kiểu vậy. Nhưng mà bạn ấy là bao nhiêu tuổi thì mất? Bạn ấy 6 tuổi. Tại sao? Bạn ấy bị bệnh. Khi mà bạn ấy bị bệnh trước thì em cũng đã có một thời gian cũng chuẩn bị tâm lý từ trước là bạn ấy sẽ mất. Nhưng mà tại vì bạn ấy gắn bó với em một thời gian quá dài đi, mà lại là cái quãng thời gian mà mình vừa tự kỷ lại còn đúng vừa rồi, chưa có gì, nó rất là khó khăn, chẳng khác gì mình lập nghiệp ấy, kiểu vậy. Những cái giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời thì em may mắn có cái bạn ấy đồng hành cùng. Khi mà bạn ấy rời đi một cái thì em bị gọi là bị đờ người ra ấy. Giống như là mình mất người thân vậy, chẳng khác gì cả. Là lúc đó em có em bé chưa? Lúc đó em vừa mới có em bé được 2 tháng. Em có tiện chia sẻ về cái chuyện tình cảm của em với bố của con em không? Chuyện tình cảm của em thì đến bây giờ em và cả bố của con gái em là bố của Jolie thì đều thấy rằng là hai người bọn em đã rất là lời, rất là lãi đấy. Khi mà quen biết, yêu đương và gọi là có duyên với nhau ở kiếp này đấy, gọi là tại vì bọn em đã có một cô con gái rất là xinh vừa ngoan mà năng lượng rất là sạch, lúc nào cũng tươi vui và cho bọn em rất là nhiều niềm vui. Nên có thể là bọn em không có duyên để tiếp tục đi con đường vợ chồng, nhưng mà bọn em thì vẫn là người thân, vẫn là gia đình của nhau và vẫn dành cho nhau những cái sự trân trọng đến tận bây giờ. Nhưng mà em và bạn đó có kết hôn nhau không? Dạ bọn em có, nhưng mà đường đi không có được dài. Bây giờ thì vẫn là bạn bè. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị cho chị hỏi một cái câu cuối cùng, tại vì nó cũng liên quan đến cái vấn đề là ngày xưa em cũng ở trong cái hoàn cảnh là ba mẹ em ly hôn. Dạ. Thì bây giờ em có sợ con em nó cũng mang một cái tâm lý khá nặng nề như vậy không? Hay quá. Đúng rồi, cái câu hỏi đấy là câu hỏi mà quá em nghĩ là mẹ nào cũng là đặt ra đầu tiên khi mà mình quyết định là mình có tiếp tục cái cuộc hôn nhân đấy hay không. Chính vì em đau đáu cái câu hỏi đó nên em và ba của Jolie mới chọn cái cách là dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ là gia đình và mình phải cư xử với nhau văn minh nhất có thể. Tại vì mình còn phải có một cái mục tiêu lớn hơn, đấy là con mình sẽ cảm thấy như thế nào. Và khi mà bọn em đi hai con đường ấy, là con gái em sau này có thể có thêm một người bố và một người mẹ. Đúng nữa rồi. Tức là có 4 người lận. Đó. Chứ không phải là vì mình đi hai con đường mà mình sẽ làm tổn thương con, hoặc là mình làm cho con mình cảm thấy thiệt thòi. Hơn nữa nó còn có nhân đôi lên nữa cơ. Và được cái em cũng rất là may mắn là những cái như bạn em bây giờ quen em cũng rất là lâu rồi, thì bạn em cũng là một người rất là bao dung, thì anh ấy chấp nhận cái việc là người yêu mình cũng đã có một cô con gái đó và cũng yêu thương cái cô con gái đó, bước vào cuộc sống của em và cho thêm nhiều yêu thương chứ không có lấy đi cái gì cả. Nên đấy là một cái điều rất là may mắn đối với em. Thôi bây giờ ăn cơm đi chứ bụng em nó kêu rột rột rồi. Chào đất ơi. Em ơi. Dạ. Ủa sao anh không thấy cơm gì vậy? Không, mình ăn bánh tráng anh. Ăn bánh tráng, cái này là thịt gì em? Này nhà làm đúng không? Thịt muối. Thịt muối, đặc sản của người Hà Nội đó. Em đừng hỏi này nha. Cái đó anh làm. Làm sưởng. Đúng. Đúng nhà làm luôn. Nhà làm luôn. Ồ hay vậy. Em lúc mà em vào trong Nam á, em có bị ăn uống là nó có quen không cưng? Em trộm vía lắm, em ăn đồ Sài Gòn điên đảo. Em hợp với sao ấy, bình thường là đồ Sài Gòn sẽ hơi ngọt hơn so với lại là đồ miền Bắc. Nhưng em lại là đứa ưa ngọt nên hôm nay em ăn này ngon. Thôi giờ hai chị em cứ nói gì nói nghe anh ăn nha. Bình thường mà đi làm như vậy thì khoảng bao lâu em mới được ăn cơm ở nhà mà gọi là đầy đủ thành viên? Gần như là ngày nào em cũng ăn cơm ở nhà. Ủa vậy hả? Chị phán đoán sai rồi em ạ, chị xin lỗi em. Giờ nói con này đúng nè, bình thường mình ăn như vậy á
Rồi cái mỗi bữa cơm là chắc chắn là em sẽ nhớ nhà ở ngoại đúng không? Đúng chứ. Đó chưa? Đúng, đấy đúng. Ngày xưa em không biết cái cảm giác đấy đâu. Sao vậy? Tại vì mình ở gần nhà mình quá, mình không biết đến cảm giác nhớ nhà. Mình phải đi xa, mình không có được về, nhất là cái đợt dịch ấy. Em kẹt trong này em đâu có đi được đâu. Nhưng phải bắt đầu mới thấm. Ngồi thèm cơm nhà kinh khủng. Ủa em vô đây được bao lâu rồi? Em vào được 2 năm rưỡi rồi anh. Tức là ở luôn ấy. Còn ngày trước là em đi đi về về. Ở luôn thì được 2 năm rưỡi rồi. Em có hay thường xuyên gọi về cho ba mẹ không? Có chứ ạ. Cứ vài ngày một lần thì lại gọi về. Dạ. Tại vì nhà em còn em bé nữa nên đâm ra là cứ leo nhéo suốt à. Em nhưng mà nếu như sang năm mà em đem em bé vào á, rồi bà ngoại buồn sao? Em đón cả bà ngoại em vào trong này luôn. Đón mẹ vào luôn ha. Nhưng mà thật ra là các cụ vẫn thích ở ngoài miền Bắc tại lâu rồi. Các cụ không có muốn thay đổi chỗ ở quá nhiều đâu. Nên cứ thích thì lại vào trong này chơi với con. Xong rồi thích ra ngoài Bắc thì lại bay ra ngoài kia chơi. Nói chung cũng đơn giản. Hay là bữa cơm này mình gọi cho bà ngoại không? Quá tốt luôn á chứ. Nhưng mà giờ mà gọi cho mẹ em là chị sẽ hơi bị sốc á. Sao vậy? Tại mẹ em mới cạo đầu. Mẹ có nguyện gì không mà mẹ cạo? Mẹ em buồn quá, mẹ em cạo. Buồn chuyện gì? Tại vì ba em mới mất từ Tết à. Nên là giờ vẫn chưa qua được 9 ngày á. Nên mẹ em vẫn đang trong cái giai đoạn bị buồn ấy. Nên là mẹ em mới cạo đầu rồi. Ba giường em. Vâng. Là người đàn ông rất quan trọng. Đúng rồi, trong cuộc đời em. Chị buồn với em nghe. Này, em cảm ơn. Chị buồn với em, với mẹ. Nhưng mà em có thể cho anh biết là ba mất vì bệnh đúng không? Vâng, ba em mất vì bệnh. Mà trước khi ba mất thì em có thời gian em gần gũi với ba không? Có, nói chung là trước khi mà ba em mất thì các con cháu đều về được hết. Mà ba em chiến đấu với căn bệnh này cũng lâu rồi. Rất là lâu rồi, nên nhà em cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Mà cái lúc mà em chuyển vào đây thì lúc đó là ba đang bệnh hả? Không, lúc đấy thì ba em mặc dù có bệnh nhưng mà ba em vẫn có thể gọi là khá là khỏe mạnh, kiểu vậy. Còn chỉ có hơn nửa năm nay là ba em bệnh nặng hẳn. Tại vì nó cũng đến thời điểm là 10 năm rồi, ba em bị bệnh 10 năm rồi. Nếu như em biết ba em bệnh nặng thì liệu em có vào trong Nam không? Thật ra là cái lúc mà em đi là ba em cũng đã bệnh từ rất là lâu rồi. Với lại là như em nói, ba em là một cái người mà năng lượng rất là nhiều. Và thứ hai là ông luôn động viên các con cái là phải sống cuộc đời của mình, làm thế nào là càng vui vẻ, càng cố gắng, càng tươi vui càng tốt. Còn kể cả đến lúc cuối cùng ba em, trước khi mà ba em đi ấy, điều ba em dặn lại các con cháu vẫn chỉ là mong là con cháu sống khỏe, sống tốt. Đừng có lo lắng quá nhiều cho ông, cũng đừng có vướng bận gì. Vì ông cũng mong muốn cái điều đấy, ông thoải mái để cho ông ra đi thanh thản. Và chúng ta sẽ hẹn nhau ở một hành trình khác. Ông nguyên văn ông dặn là như vậy. Nên là các con cháu ở nhà thì nói chung là cũng nhớ lời ông. Lúc nào cũng tươi vui, năng lượng, kiểu vậy. Ông đã làm cho em một cái điều gần như nó là một cái sự phi thường. Để khiến một cô bé trầm cảm, một cô bé tự kỷ, để trở nên một cô bé thành công như bây giờ. Vậy thì khi em thành công, em có bao giờ em nghĩ rằng là em chưa làm được rất nhiều điều cho ba mình không? Còn những gì em chưa kịp làm cho ba mình? Em cũng đừng hỏi ba em câu y hệt thế. Tại vì mình cũng trong lòng mình nghĩ rằng không biết là liệu mình đã trả đủ cho ba, cho mẹ mình hay chưa. Tại mình còn trẻ mà nhiều khi mình vô ý vô thứ mình không biết đâu. Thế em cũng hỏi ba em y một câu như thế. Em bảo ba ơi, thế bây giờ liệu rằng bọn con có xứng đáng với cái tình cảm mà ba mẹ dành cho hay chưa? Và em trả lời là thật ra con cho ba nhiều chứ. Con cho ba rất nhiều. Chỉ có điều là nó không theo như cách mà con nhìn thấy thôi. Ví dụ như con cho ba sự vui vẻ. Những cái năm gọi cuối đời của ba em ấy, gọi là cuối đời mà. Em với con gái em cho ba em nhiều tình cảm hơn bất cứ một ai. Điều đó là điều mà ba em không mua được. Ba em bảo người già như vậy đấy con ạ. Người ta chỉ cần cái đấy thôi. Với thứ hai nữa là cái tình thân trong gia đình nó không thể nào mua được. Mặc dù đúng là em với ba em không chung một dòng máu, nhưng mà nó lại còn hơn cái đấy, nên ông lại càng quý. Thế là sau đó em cũng suy nghĩ nó cũng đơn giản lắm. Và em cũng thầm mong rằng là sau khi ba em mất xong, sắp tới là em mấy hôm nữa em về Hà Nội này, để làm 49 ngày cho ba em này. Thì vẫn nhớ lời ông dặn là thật ra cũng chưa bao giờ ông rời xa em hay là rời xa gia đình cả. Nó vẫn cứ luôn luôn ở đấy. Nên cứ thấy rằng các con cứ vui vẻ sống tiếp, cứ chiến đấu tới cùng giống như ba em ngày xưa. Ba mất lúc ba bao nhiêu tuổi? Ba em sinh năm 53. Là bằng tuổi bố anh á. Em vậy thì bây giờ ai ở ngoài đó với mẹ? Mẹ em đang ở với Jolie, tức là con gái ấy. Tức là chỉ có hai bà cháu thôi, không đúng có rồi. Em con một mà. À, có mình em mà. Mình hả? Em à. Nhưng mà em có muốn gọi về cho mẹ không? Nhân cái dịp này. Có, em vẫn muốn gọi về. Thứ nhất là để động viên bà. Đấy, để cho mẹ em cũng nhìn thấy những cái mà em đang làm. Okay. Đó. Alo. Alo. Con đây. Mẹ ơi, đây. Dạ, chào cô. Con chào cô ạ. Dạ, chào cô. Giới thiệu với mẹ, đây là hai anh chị ở chương trình đến thăm nhà. Đó. Và dạ. Mẹ đẹp quá. Mẹ rất đẹp. Ôi, Mai rất là giống mẹ nha.
Ui, mẹ thấy chưa, mẹ nghe thấy chưa? Thấy chưa, đã có người khen rằng con giống mẹ. Từ giờ ít người khen lắm rồi. Đây, 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 anh cầm cho, anh cầm. Toàn nghĩ nó là con nuôi nhặt nhập vào bệnh. Thế à, cô với cháu, cô thấy cháu có giống cô không? Giống. Cô cười đẹp lắm. Cô bây giờ là thấy bạn như vậy, cô có hãnh diện không cô? Cười. Tức là đi đâu cũng bị người ta nhận mẹ của ai đấy. Tất cả mọi thứ, kể cả cái đứa con của nó dẫn đi ấy, cũng bị người ta chụp lấy. Xong bắt đầu là người ta bảo có cô có phải đây có phải là con của cái chị chó mật bét đó. Cô ơi, bây giờ là Mai nó đã ổn định rồi, từ cuộc sống cho tới kinh tế, nói chung tất cả mọi cái đều đã rất là tốt rồi. Thế thì cô có còn cái điều gì trăn trở hay lo lắng nữa không cô? Không, cô chỉ có một cái điều như này. Ai nó cứ lập nghiệp dù có ở đâu chăng nữa, Sài Gòn hay là ở nước ngoài rất thành công như nữa, thì Mai luôn nhớ Mai là con gái của Hà Nội. Và Mai sẽ có giữ lại một cái gì đó ở Hà Nội đấy. Khi Mai về đấy, gia đình của Mai vẫn ở Hà Nội và tất cả mọi thứ của Mai ở Hà Nội rất vững chắc. Chỉ mong thế thôi đấy. Tổ tiên rồi là nhà cửa của Mai ở Hà Nội vẫn còn, ba mẹ rồi là con gái đều ở Hà Nội hết. Để lúc nào cũng nhớ đến Mai và lúc nào cũng ủng hộ Mai hết lòng luôn. Thương quá, nghe con này đứt ruột quá. Đây thì cảm ơn mẹ. Thế nhá, con mẹ 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 ấy thế xong rồi lo cho Jolie của con nhá. Xong mấy hôm nữa con ra nhá. Bye bye. Chà, nói chuyện xong bây giờ thì anh mới thấy rằng là cái việc mà em mời mẹ vào đây đó, ở với em luôn là rất khó. Em biết cái việc đấy mà, em biết từ trước luôn rồi ấy. Nhưng mà con em là phải vào trong này. Đấy, vì con phải ở gần mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà đúng rồi. Em có nghĩ đến cái cảnh bà ngoài con em vào đây và mẹ ngoài đó như thế nào? Đáng nghĩa ra là con em đã vào đây với em 2 năm về trước, là lúc em vào là con em đã vào luôn rồi cơ. Nhưng mà nói thật cũng nghĩ ông bà, ông thì chẳng còn thời gian bao lâu nữa. Rồi bà quấn con bé nhà em quá, cho về để ở thêm với bà. Nhưng mà rồi một ngày nào đó con gái em nó cũng vẫn phải lớn và nó phải đi học, nó phải xa bà chứ không thể nào ở với bà mãi mãi được. Nên là ngày đấy chỉ là sớm hay muộn thôi. Thì bây giờ con em đã bước sang tuổi thứ 5 rồi đó, xong rồi vào đây rồi là còn đi học, rồi còn có cuộc sống các này kia. Có hai điều mà anh rất muốn em thể hiện ở đây. Như em nói là ba em vẫn còn đâu đó, thấy không? Và anh rất muốn em nói một cái điều gì đó với ba mình. Anh nghĩ là ba em vẫn vào trong đây để mà phù hộ em. Một lời thứ hai nữa, đó chính là em nói với mẹ em về những cái gì mà em đang có được ngày hôm nay, để bà có một chút gì đó, bà yên tâm. Thông qua đây thì đầu tiên là con gửi lời tới ba trước. Con thì con có hai câu, có hai câu con muốn nói với ba. Con đã từng nói với ba câu này rồi, và bây giờ thì con được, con xin phép được nhắc lại. Câu đầu tiên là con biết ơn ba vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của con. Câu thứ hai là kiếp sau con vẫn mong. Con kiếp sau con vẫn mong được phép một lần nữa được làm con gái của bà Hải. Giờ con biết là con với mẹ không có hợp nhau, nên đôi khi cái tình yêu của mình nó thể hiện chưa có đúng cách. Và bây giờ thì khi mà con lớn hơn thì con hy vọng rằng con với mẹ sẽ tìm được cái cách để thể hiện tình cảm với nhau làm sao cho đúng, để mình có thể hiểu nhau hơn. Vì con biết là trên đời này không có ai thương con hơn mẹ cả, và cũng không có ai thương mẹ hơn con cả. Thì nói câu này ra thì hơi xa lạ, nhưng mà cảm ơn mẹ vì đã dù khó khăn thế nào cũng không có bỏ rơi con. Và chính mẹ là người đưa con có cơ hội được gặp gỡ những người khác trong cuộc đời để con có thể có được ngày hôm nay. Yêu mẹ. Anh rất là xúc động. Xúc động với cái câu là nếu như có kiếp sau, em vẫn mong là con chính thức là con ruột của ba mình. Như ba nói là mình chỉ tạm dừng thôi, và chúng ta sẽ gặp nhau một hành trình khác. Một cái câu rất là ý nghĩa. Mỗi câu rất ý nghĩa, và đó là một cái thông điệp cho bất cứ người nào mà yêu quý những người mà chúng ta có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này,
là cha, là mẹ, là tình thân, là những người mà chúng ta yêu quý. Nhưng mà thật ra là anh thấy rằng là em đã quá nhiều thứ trong một cô gái còn trẻ tuổi như thế này, có một sự thành công nhất định. Cái thứ hai nữa, có một cái gia đình mà ở đó là có mẹ em lúc nào cũng yêu thương và lúc nào cũng rất là hỗ trợ cho em rất là nhiều thứ. Và anh chỉ mong rằng là sớm, thật sớm, bằng cách nào đó mà mẹ con em với bà ngoại có thể đoàn viên với nhau trong một cái tổ ấm nào đó. Không phải là ở thành phố không, mà cũng có thể đó là thủ đô Hà Nội. Dạ vâng. Rồi em cũng phải đưa được con em vào trong này. Cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia chương trình.